thành phố Hà Nội vừa đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông về việc tổ chức triển lãm kết quả thi tuyển và tuyển chọn phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo tại 93 Đinh Tiên Hoàng. Từ ngày 1 tháng 3, các phương án kiến trúc đoạt giải sẽ được triển lãm và tham vấn ý kiến cộng đồng trước khi đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Theo hội đồng tuyển chọn, có 20 phương án thi tuyển của 12 đơn vị tư vấn, thiết kế trong và ngoài nước đủ điều kiện được ban tổ chức họp chấm điểm trao giải. Trong đó, 3 phương án có thiết kế nổi bật được hội đồng chọn để đề xuất thành phố chấp thuận trao giải. Phương án 1, cầu Estrados, bê tông cốt thép, dầm cáp hỗn hợp, có kết cấu chính là 5 trụ tháp kết hợp với dây văng. Trong đó, trụ chính giữa thiết kế tạo điểm nhấn, 4 trụ hai bên đối xứng trụ chính. Phương án 2, cầu vòm thép kết hợp dây văng gồm 3 vòm chính mềm mại tương phản với 4 tháp nghiêng hai bên, tạo thành sự thống nhất giữa các mặt đối lập như tinh thần hài hòa âm dương. Phương án 3 là cầu dầm hộp bê tông cốt thép giữ ứng lực kết hợp trụ tháp. Kiến trúc mang phong cách cổ điển, kết nối trục cảnh quan đường Trần Hưng Đạo với các công trình kiến trúc kiểu Pháp và khu vực phát triển mới Bắc Sông Hồng. Công trình này nằm khoảng giữa cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy. Chiều dài tuyến gồm cầu và đường dẫn hai đầu khoảng 5,5 km qua các quận Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên. Công trình vĩnh cửu quy mô tối thiểu từ 4 đến 6 làn xe, tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.000 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 8 năm 2021, phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo do Teddy nghiên cứu đã có nhiều ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia cho rằng các thiết kế còn rời rạc, chắp vá, sao chép, đề nghị tổ chức thi tuyển phương án thiết kế theo luật kiến trúc. Chính vì thế, hồi tháng 10 năm 2021, thành phố Hà Nội đã giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo và tổ chức triển lãm các phương án đoạt giải để tham vấn ý kiến cộng đồng trước khi đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.